5 nguyên tắc vàng giúp bạn sử dụng thẻ ATM an toàn. Sự ra đời của ATM đã tạo nên một bước phá rất lớn, thay đổi hoàn toàn thói quen giao dịch của người Việt. Đến nay, chiếc thẻ ATM đã trở thành một công cụ quen thuộc, là vật bất ly thân với nhiều người tiêu dùng. Tích hợp những tiện ích của một chiếc ví thông minh, thẻ ATM cũng tiềm ẩn những nguy cơ và rủi ro về tài chính nếu không cẩn trọng trong việc sử dụng. Những nguyên tắc dưới đây sẽ giúp bạn sử dụng thẻ ATM một cách an toàn, đảm bảo, giảm thiểu tối đa thiệt hại trong giao dịch tài chính. 1. Bảo mật mã PIN. Đối với mỗi thẻ ATM được phát hành, các ngân hàng luôn khuyến cáo khách hàng thay đổi mã PIN và bảo mật tối đa nhằm hạn chế những rủi ro có thể gặp phải. Hãy nhớ luôn che bàn phím khi nhập mã PIN mỗi lần thực hiện giao dịch tại cây ATM. Đồng thời không nên đặt mã PIN là những con số có liên quan mật thiết tới chủ thẻ hay những dãy số dễ nhớ, nếu bạn không muốn thẻ ngân hàng của mình bị đánh cắp thông tin bởi kẻ xấu. 2. Sử dụng dịch vụ thông báo số dư qua điện thoại SMS. Thường xuyên kiểm tra số dư tài khoản cũng là một yếu tố cần thiết giúp bạn nắm được những thông tin kịp thời biến động tài khoản của mình dựa trên nền tảng di động và công nghệ số. Chúng ta hoàn toàn có thể nắm được số dư tài khoản thông qua SMS hoặc ứng dụng MobiBanking nhanh chóng chính xác. 3. Kiểm tra kỹ máy ATM trước khi giao dịch. Chia sẻ với phóng viên về kinh nghiệm bản thân từng khi là nạn nhân của những chiêu trò ăn cắp thông tin từ cây ATM, chị Minh Thu, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết: ngày trước, vì chủ quan nên tôi đã bị đánh cắp thông tin và mất hết tiền trong tài khoản mà không hề hay biết. Từ đó tôi cũng phải cẩn trọng hơn, luôn quan sát kỹ máy ATM trước khi giao dịch. Không chỉ riêng chị Thu, rất nhiều trường hợp đã trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao. Thực tế cho thấy có quá nhiều thủ đoạn tinh vi lợi dụng kẽ hở của công nghệ để chiếm đoạt tài sản thông qua thẻ ATM. Đứng trước thực trạng này, nhiều ngân hàng cũng đưa ra lời khuyên cho khách hàng, đó là nên quan sát kỹ máy ATM trước khi giao dịch, đặc biệt là khe đọc thẻ, bàn phím, bởi đây là những vị trí có nguy cơ cao bị gắn thiết bị theo dõi. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi, hãy ngừng giao dịch và báo cho cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời. 4. Khóa thẻ ngay khi nghi ngờ bị lộ thông tin. Ngay khi bị mất thẻ hoặc nghi ngờ cây ATM vừa giao dịch bị gắn thiết bị theo dõi, bạn cần lập tức liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản. Nhiều ngân hàng đã phát triển dịch vụ mở khóa thẻ trên ứng dụng MobiBanking hoặc trên Internet Banking nhằm hỗ trợ khách hàng thao tác nhanh chóng nhất có thể. Dịch vụ này cho phép người dùng có thể chủ động khóa tài khoản mà không cần đến ngân hàng, giúp bạn hạn chế tiếp xúc trong giai đoạn dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp như hiện nay. 5. Sử dụng thẻ chip thay cho thẻ từ. Đa số thẻ ATM được sử dụng hiện nay chủ yếu sử dụng công nghệ từ tính. Với công nghệ này, các thông tin thẻ bị đột nhập và thay đổi một cách dễ dàng. Trong khi đó, thẻ chip nội địa bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế EMV tích hợp nhiều tiện ích vượt trội sẽ là một lựa chọn tối ưu nhằm giảm thiểu khả năng rủi ro mất tiền cho khách hàng. Với thẻ chip EMV, người dùng có thể tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại như công nghệ thanh toán không tiếp xúc, thanh toán không dùng tiền mặt cho hầu hết các lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công cộng, mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ và sự an tâm tuyệt đối. Đặc biệt với tính năng contactless không tiếp xúc, khách hàng có thể thanh toán chỉ bằng một lần chạm thẻ vào máy POS mà không cần tiếp xúc với nhân viên bán hàng khi phải đưa thẻ. Đây cũng là một tiện ích đặc biệt giúp người dùng hạn chế tiếp xúc tối đa, giảm thiểu sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng, tính năng mà thẻ từ thông thường không đáp ứng được. Với nền tảng công nghệ số hiện đại, việc thay thế hoàn toàn thẻ từ sang thẻ chip là một bước đi tất yếu nhằm hạn chế rủi ro cho khách hàng khi giao dịch tại ATM trước tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng. Trong giai đoạn tới, các ngân hàng sẽ triển khai chuyển đổi đồng bộ hóa 100% thẻ chip trên thị trường, đáp ứng nhu cầu bảo mật thông tin và an toàn sử dụng thẻ ATM của hàng triệu khách hàng.